Hello, chào các bác nha. Các bác xem kênh và yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái quạt năng lượng mặt trời nhá. Đấy, các bác lên cho em là quạt năng lượng mặt trời. Con này thì nó sẽ có pin tích và nó sẽ dùng là hai chức năng. Một là các bác dùng qua cái đốc sạc này cho em này, qua cái củ sạc này. Hai là các bác dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy. Dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì rất là ok nhá. Thì em sẽ đo cả kích thước cả quạt cả pin cho các bác xem. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là $900,000 nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng công ty. Cho nên là bên em bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm, bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên trong của nó là cái pin 18650 thì các bác có thể tích điện rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì em bảo hành cho các bác là 1 năm và bảo hành cho bác là thời gian mà mát liên tục nha, thời gian chạy liên tục nha. Khi mà các bác sạc đầy pin là từ 6 đến 8 tiếng, từ 6 đến 8 tiếng nhá. Thì đầu tiên em sẽ đo kích thước của quạt này. Lồng quạt sẽ là 36 nhá. Lồng quạt là 36 và chiều cao là gần 40. Đấy, và chiều rộng của cánh là 26, chiều rộng của cánh là 26. Đó, rất mát luôn các bác này. Đây, công tắc đây. Đấy, bật lên cho em này. Rất mát luôn nhá. Và con này nó sẽ là dòng có điều chỉnh chiết áp nhá, rất là mát luôn. Đấy, rất mát luôn. Có điều chỉnh chiết áp này. Và cánh của nó sẽ là dòng cánh thép nhá. Dòng cánh thép thì khi các bác dùng nó rất là bền bỉ đấy. Các bác xem em tắt rồi mà cái độ trớn của nó như này thì các bác yên tâm. Dòng của nó là cánh thép như này. Đấy, công tắc này. Ở đây thì sẽ có chân cho các bác là cắm chân sạc này của USB này, hoặc là các bác có thể cắm sạc trực tiếp này. Đấy, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời này, tấm pin năng lượng mặt trời đây. Cái tấm pin này của nó thì cái chiều dài của nó sẽ là 40 nhá, chiều dài là 40 và chiều ngang là 35. Đấy, chiều dài 40, chiều ngang 35. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Có bo nhôm như này các bác này. Đấy. Thì các bác cứ cắm trực tiếp vào trong cái phần lỗ pin này cho em này, cắm trực tiếp vào phần lỗ pin này mình sử dụng thôi. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, bật lên này. Rất tít luôn các bác nhá, rất là mát luôn. Đó. Đây, rất mát luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái con sạc này nhá, mỗi con sạc này. Đấy, nếu mà khi các bác nhận được hàng nhá, khi các bác nhận được hàng ấy mà ví dụ như con pin năng lượng mặt trời này mà nó hết pin mà các bác muốn test quạt thì các bác cứ cắm trực tiếp con này vào cho em, cắm điện 220 thì các bác sạc cho em nhá. Sạc đầy thì con này các bác sẽ sử dụng cho em trong vòng là từ 6 đến 8 tiếng bảo hành cho bác luôn. Đấy, lưới của nó rất là dày này, lưới dày chắc chắn và đai của nó là hàng đai cao cấp, đai xịn của trên thị trường hiện nay nhá. Đấy, và có thể tùy chỉnh như này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này các bác này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 900.000 các bác nhá, 900.000. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng mặt trời giá sẽ là 900k đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời nhá. Quạt năng lượng mặt trời này. Đấy. Quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng nhá. Đấy, quạt năng lượng. Giá của nó sẽ là 900k nhá. 900k cho con quạt năng lượng mặt trời như này. Quạt năng lượng giá sẽ là 900.000. Đó. Quạt năng lượng tấm pin nhá. Quạt năng lượng tấm pin. Đấy. Tấm pin. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm, giá sẽ là 900k nhá. Đấy, 900k. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm 900.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm rất hay, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là bên shop về một cái mã rất hay các bạn. Đấy, là cái mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cam nhá. Đấy, chuông cam thì nó có tắt bật ở đây các bạn này, có tắt bật ở đây. Đấy. Các bác không dùng nữa thì các bác tắt đi cho em. Đấy, các bác dùng thì các bác bật lên. Lên mã giúp cho em là chuông cam. Cái này thì các bác cứ treo vào móc chìa khóa cho em nhá, treo vào móc chìa khóa cho em. Đấy. Thì khi mà các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là huýt sáo này. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, khi huýt sáo nó kêu thì là cái chìa khóa mà các bác để ở đâu thì nó kêu là nó sẽ có tiếng chuông lên và có đèn báo như này là mình sẽ biết các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất nhạy luôn nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là chuông cam nhá. Giá thì sẽ là 25.000 trong cái chuông cam như này. Đấy, lên cho em là chuông cam này. Chuông cam, giá của nó sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 trong cái chuông cam. Đó, thì con này nó có sẵn pin ở trong rồi. Các bác về các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em. Đấy, huýt sáo là nó sẽ kêu thôi. Đấy, bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên huýt sáo là nó sẽ kêu đấy. Các bác bật nguồn lên cho em. Đấy, bật nguồn lên xong bấm cái nút này một lần cho đèn nó nháy nhá. Thì các bác huýt sáo là nó sẽ kêu. Đấy, thì cái này nó sẽ là cái công tắc để các bác nhấp lần đầu tiên.
Đó. Đấy, rất là nhạy luôn các bác nhá. Đó. Đó. Tắt đi này, bật lên này. Đó. Lên cho em là chuông cam giá sẽ là 25 nghìn nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái chuông. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu thôi nhá, hộp lưỡi câu. Đấy, một hộp này của nó thì hàng của Nhật này. Một hộp này của nó sẽ là thép trắng không gỉ và một hộp này là hình như là 100 lưỡi các bạn, hình như là 100 lưỡi. Đấy, một hộp này nó vào khoảng là 100 lưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy, rất nhiều luôn. 100 lưỡi và kích thước của nó thì nó sẽ là từ lưỡi 3 đến 12. Đấy, từ số 3 đến 12 nhá. Đấy, hộp 100 lưỡi từ số 3 đến số 12. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k thôi. 15k cho một hộp 100 lưỡi như này. Đấy, 15k cho một hộp 100 lưỡi như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, không đi đâu mà các bác mua được 15.000 cho một hộp 100 lưỡi câu như này đâu. Đấy. Hộp này không biết là, nói chung là em cũng không đếm đâu, thì nó vào khoảng là từ 60 đến 100 lưỡi nôm na là như thế nhá. Không nhiều bác về các bác đếm kỹ quá thì nó khó ra. Lên mã cho em là hộp lưỡi câu giá sẽ là 15.000 thôi. 15.000. Đấy, nó sẽ là từ 60 đến 100 lưỡi nhá, từ 60 đến 100. Đấy, chứ em không có đếm chính xác. Nhiều lúc về các bác thắc mắc nó ngại lắm tại vì cái giá nó quá rẻ rồi. 15.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Đấy, 15.000 các bác nhá. Lên cho em là lưỡi câu. Lưỡi câu giá sẽ là 15k. Đó, lưỡi câu giá sẽ là 15.000 các bác nhá. 15.000 cho hộp từ 60 đến 100 lưỡi. Số kích thước của nó thì sẽ là từ 3 đến 12 luôn. Đấy, từ 3 đến 12 các bác, dân chuyên câu là các bác biết rồi. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cần câu đây, ở đây thì nó ghi là 2m7 này. Cần câu 2m7. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Dài là 2m7, khá là dài luôn. Nói chung là con cần này thì rất là gọn. Khi mà các bác sập vào thì nó vào khoảng là đi vào khoảng là đi 60 phân này các bác. Đấy, con này dùng rất là thích luôn các bác thấy không? Đấy. Cần siêu mềm luôn nhá. Cần siêu mềm luôn, dùng rất là đã. Đó. Và nhấm vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân, 60 cm các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, con này dùng rất là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho một cần câu Nhật bằng sợi carbon nhá. Đấy, nó sẽ là hàng bằng sợi carbon. Cho nên là dùng rất là đã luôn các bạn, hàng bằng sợi carbon luôn. Các bác dùng thì chấm hết luôn các bạn, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cần câu Nhật nhá. Cần câu Nhật giá sẽ là 120k. 120k. Đấy, cần câu Nhật 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ led nhá, đồng hồ led đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái đế chân như này này. Và một con đồng hồ rất là to luôn. Con này thì to dài thoải mái cho các bác sử dụng. Kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài là 22, chiều cao là 8 và cả chân ấy thì vào khoảng là 10 cm. Đấy. Và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái cáp cắm này luôn. Sẽ có sẵn cái cáp cắm như này các bác này. Đấy, cáp cắm như này. Thì các bác chỉ cần là cắm vào cái chân này cho em này. Đấy, cắm vào cái chân này cho em. Sau đó thì mình cắm vào cái cổng USB nhà mình. Đấy, các bác cắm vào cái cổng USB nhà mình nhá. Đây là cái chân của nó này. Đấy, cái chân của nó đây. Về nhà các bác là cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em là xong. Đó, đây. Các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Là nó sẽ lên đèn con này. Đấy, đây. Rất là rõ luôn các nhá. Rất là rõ luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là cập nhật cho các bác là nhiệt độ này. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi thời gian. Đấy, và nó sẽ có cho các bác các cái nút điều khiển ở đây nhá. Có nút điều khiển ở đây cho các bác sử dụng luôn. Đó. Set up cài đặt cho các bác đầy đủ luôn nhá. Đấy. Ngày giờ, nhiệt độ, độ ẩm các thứ đầy đủ cho các bác luôn, nhìn rất là rõ luôn nhá. Đây, đấy. Giá thì bên shop đang đây, nhiệt độ của nó đang là 31 độ C này. Đấy, độ ẩm này. Đấy, ngày giờ, nhiệt độ, độ ẩm đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led to nhá, đồng hồ led to, loại này loại to luôn. Đồng hồ led to giá sẽ là 110.000 cho con đồng hồ led to như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Ngoài các bác dùng bình thường thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, dùng làm đèn ngủ rồi báo thức các thứ đầy đủ luôn, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm. Đồng hồ led to 110k nhá, 110.000 cho con đồng hồ led to như này. Tiếp theo thì lên cho bác sản phẩm đó là cái khay đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay cà phê 25.000 cho một chiếc này nhá. 25.000 cho một chiếc khay cà phê này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng rất đẹp và giá rất hợp lý các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Đấy. Bộ máy khoan mini chạy bằng pin. Đấy, sẽ bao gồm một máy khoan như này. Đấy, một máy khoan. Đấy, một máy khoan như này, có đảo chiều nhá và có thể là xoay từ hình khẩu súng sang cái hình thẳng như này được. Tiện không? Đấy, rất tiện luôn nhá.
Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này, 30 đầu vít ngắn này, đấy, 30 đầu vít ngắn này, kèm thêm cho các bác là rất là nhiều chi tiết khác đi kèm nữa, đấy, rất là nhiều các cái chi tiết khác đi kèm, mà giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây, đấy, đầu khẩu, đầu vít này, tay nối dài này, đầu mũi khoan này, đấy, rất nhiều chi tiết luôn nhá. Giá thì cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá, đấy, khoan mini, giá sẽ là 180.000 cái hộp khoan mini này, tiện ích luôn, 180k. Lên cho em là khoan mini, khoan mini giá sẽ là 180k nhá, khoan mini giá sẽ là 180k. Rồi, ok. Hello các bác, các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, cho em xin một nút like, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là chổi các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về giày dẫn chắc chắn hơn. Hàng của công ty, giày dẫn chắc chắn lắm các bác. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này. Và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà. Thùng lau nhà. Giá của nó sẽ là 250k, 250.000. Đấy, rất giày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 m chiều dài của nó thì khoảng từ 1m3 đến 1m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây cho em. Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m tầm khoảng 1m 2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp cho em cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 200 xin lỗi các bác là 250.000. Đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng giày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bạn này. Rất ngon lành luôn đúng không nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu đã con là điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn. Rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhé. Giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bác. Đấy, 250.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop, đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy như này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến như này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến, giá sẽ là 40k nhá.
lên cho em là súng bắn keo nến này, giá sẽ là 40k, 40k cho một cái súng keo nến như này, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Đó. Thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo. Đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, alo. Alo, 1 2 3 4. Alo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy, tắt đi cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này, giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc, hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chỉ trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhá, không ăn da. Đây các bạn này. Đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này. Cữ này thì các bác chỉ cần là để cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đây cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đẩy đây, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ đẩy cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái, đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy, đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhá, cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy, khá là chặt. Thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy, thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy, thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy, nôm na nó là như thế, thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, vào cho em. Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ Philips nhá. Tăng đơ Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ tăng đơ Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, tăng đơ cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đây, súng
Các bác lên mã giúp chị em đó là súng rửa xe nhé, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhé, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhé. Các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhé. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp chị em đó là cái kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn này các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh đây. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem, đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn, đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi, 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy. Chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong cái khu vực như là tủ bếp này, rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán con, rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này, hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này, rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy, lên cho em là môi xúc đá, môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy, môi xúc đá lạnh ấy. Đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhé, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhé. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhé. Đấy, lên theo là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhé, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy. Cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy thì con này các bác dùng để mình đo vôn, rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế.
thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đồng hồ này, thì các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đây. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm kẹp dòng, giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000, con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này, đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức cho các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái, tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3 5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn. Sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này, treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi lờ gì đâu nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k. Hàng siêu sáng luôn. Công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng. 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy. Hình quả bầu quả bí như này rất là đẹp luôn. Đó, hũ tam bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy, lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống như này. Lên cho em là hũ tam bầu nhá, giá thì sẽ là ba lên cho em đó là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 cành thôi, 120.000 cho một hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá, tam bầu vàng và tam bầu đồng, giá sẽ là 120.000 một chiếc, 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con
một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bạn. Đồng hồ mini nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20 cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhá. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá, đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính. Đấy, kính meca như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20 sen nhá, nhỏ 20 sen thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi các nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường. Đấy, đường kính của nó là 20 sen, giá sẽ là 75k, 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này. Dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi ok. Hello chào các bác. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8B nhá. Con này thì dùng bình thường. Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp thôi các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100k. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này, dòng gối massage 8B, giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy. Cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá, nẹp dây điện. Thì em có hai túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ tiếp các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em, nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có hai túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20k cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đây. Đấy, hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy. Nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn LED ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá. Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. À, đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bạn. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đây đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này.
Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn con này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản thì em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy các bác lên xem là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120k cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá. Làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em nó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu như này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm, giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy, 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong là lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ không được. Một cái thôi. Ừ. Đây các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy. Đấy thì ở đây nó sẽ là có công tắc đây, các bác bật cho em có nút on nút off nhá. On off đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này. Đấy thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này, cánh cửa cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn, còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em, ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi, ban đêm khi khóa cổng khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy, khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy. Khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy các bác mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy, nó sẽ là vải dù dạng vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Rất đẹp các bác ở đây. Đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp. Chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80k cho con mũ ếch như này nhá. Lên cho là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40cm. Đấy, chiều dài khoảng 40cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18-20cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15cm. Đây. Rất to rộng luôn. Có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao búa kìm kéo này, hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Có cả ngăn phụ bên ngoài nhá. Có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con túi đồ nghề mini nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa di năng luôn nhá. Đa di năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy.
rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, rất nhiều ngăn luôn các bác này, rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi, 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn, hàng của Nhật nhá, quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên cho em là túi 7 ngăn nhá, túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con túi 7 ngăn như này, giá sẽ là 100.000. Đây, hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó là sẽ là vải xanh quân đội này, 1 ngăn này, 2 ngăn này, đấy, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy, cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy, chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy, và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Bên trong có lớp lót mềm này, các bác có thể để iPad cái thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vuông kế, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vuông kế như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ vuông kế như này, giá sẽ là 90k. Có cả lấy liếc cho các bác đàng hoàng nhá, có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con là điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi. 90k. Đấy, các bác nào làm thợ làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này rất là ok luôn. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã bật lửa Zippo, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Đây, đấy, Liverpool này, USA này, đấy rất đẹp cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng, màu bạc như này giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi. 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em, châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây, đấy. Hàng made in USA này, made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, Zippo. Giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90k nhá. 90k một con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay. Rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50k cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên cái mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ màu sắc, đủ kích thước khác. À, đủ màu sắc, đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20k nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000. 10 cái là bằng 40k. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái.
10.000 là 40 cái. Đấy, 4 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hoạt tính lông tơ mềm mại dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít thế này. Đấy. Bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì cái con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó. Có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng 100 bé này là 90.000 này, 2 lạng 90.000 có hai màu này. À, ba màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có ba màu như này nhá, cũng có ba màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc cũng rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá. Có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng ba màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con 2 lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi. Đặt vào chậu rửa nhà mình, sau đó thì khi mà rác rửa các thứ nó cặn ấy nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm, còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ. Nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15.000 thôi. Lên cho em là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Thế nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bạn. Đấy, ôm tay. Đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này, rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. 20.000 cho một hộp này thôi. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Giá cực kỳ rẻ luôn. 80 đến 100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô Nhật tự động nhá. Ô Nhật tự động như này. Một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đấy, các màu như này. Đây. Đấy, coi theo. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1 mét nhá. Đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn. Đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Các bác có thể để trên ô tô này. Đấy, để cốp xe rồi nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình thể thao nhá. Bình thể thao con này inox 316. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Màu của nó thì có cái tông màu xanh rất là đẹp như này. Đấy, tông màu xanh rất là đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con bình thể thao rất là đẹp này các bác này. Đấy, nắp niếc giòn riếc các thứ đàng hoàng. Inox 316 này, su 316 có lưới lọc riếc hẳn hoi luôn. Giữ nhiệt cho các bác thoải mái luôn nhá. Đó, su 316 dung tích 1 lít. Con này thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Con này bên em đang bán là 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Thể thao em đang bán là 100.000, đợt này thì sẽ là về cho các bác cái giá chỉ còn là 60.000 thôi nhá. 60.000 cho một con bình thể thao 1 lít như này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Đấy, màu thì lô này về nó sẽ là một cái màu xanh đậm rất là đẹp như này. Nam nữ đều dùng được hết. Su 316 nhá. Su 316 đây. Đấy, giữ nóng 12 tiếng này, giữ lạnh 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, nói chung là có quai đeo quai sách đàng hoàng. Nắp niếc giòn riếc như này. Một ngày các bác cứ mang đi cho em, buổi sáng uống hết một bình này 1 lít, buổi chiều uống hết một bình này 1 lít là ok. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại bằng hợp kim nhá. Đấy. Con này thì dòng bằng hợp kim cực kỳ là ngon luôn. Đó. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Giá đỡ điện thoại bằng hợp kim như này. Đó. Con này thì dùng rất là tiện và sướng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay, giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho một con giá xoay như này các bác này. Đây. Đấy, con này thì thứ nhất là nó bằng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm. Đó, hợp kim nhôm cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đây, các bác có thể đặt lên như này. Đấy. Xoay 360 độ được nhá. Các bác ngồi hướng nào thì các bác xoay hướng đấy cho em này, có thể để dọc này. Con điện thoại của em rất là to luôn nhá. Đây các bác thấy không? Đây. Điện thoại của em rất là to luôn. Đây. Đấy, xoay này. Đấy. Và các bác có thể để dọc, để ngang đều được hết nhá. Để dọc, để ngang đều được hết này. Đặt lên đặt xuống đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó bằng hợp kim hết nhá. Đấy, bằng hợp kim hết. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Giá xoay. Đấy, giá xoay. Đấy, 40k thì một con giá xoay như này, tất cả đều bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim hết cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một con giá đỡ điện thoại như này. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút, các bác có thể nâng lên tụt xuống được nhá. Đấy, nâng lên tụt xuống ở đây và cũng có thể là xoay đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Để nằm, để đứng đều được hết nhá. Nằm đứng đều được hết. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh. Nằm đứng đều ok hết này các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Giá đỡ điện thoại này. Đấy. Giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k một chiếc. 30.000 được con giá đỡ điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu quạt trần này, giá sẽ là 100.000 cho một con quạt trần như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó, cánh của nó sẽ là trên 30cm và có 5 cánh. Đấy, khoảng trên 30cm, có 5 cánh và con này quay rất là tít luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà mình buôn bán này. Đấy, hoặc là các bác có thể để cái khu vực nào mà mình ngồi mình làm việc mà cần phải cái độ mát vừa phải thì dùng con này cho em. Giá sẽ là 100k cho con giá đỡ điện thoại như này, 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về trong sản phẩm đó là cái bếp ga đơn nhá. Lên cho em là bếp ga đơn này. Đấy, bếp ga đơn. Con này thì rất là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. 190.000 con bếp ga đơn như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đấy. 190.000 con bếp ga đơn như này thôi. Con này thì dùng để đun nấu cực kỳ là ngon. Lắp ga vào đây chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch, đi phượt này. Đấy. Để đảm bảo an toàn nên sử dụng bình ga mới này, nồi chảo đúng kích cỡ này. Đấy, với bếp các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 190.000. Đấy thì các bác có thể dùng để hàng của Media nhá, hàng của Media. Đó. Lên xem là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt hoặc là phòng trọ, phòng chiếc rất là ok. Đấy, khi không dùng thì mình để gọn nó như này. Đấy, còn khi nào dùng thì mình lại lật nó lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và cái màu bạc như kia, màu đỏ màu bạc như kia nhá. Lên cho em là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn như này nhá. 190k cho một con bếp ga đơn thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác đó là kia các bác lên đã giúp cho em đó là kia đây, đó nó sẽ là kia bàn cờ như này. Đấy. Phương ơi. Cái bàn cờ thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Một mẫu là có sẵn cả bàn cờ cả viên như này luôn. Bàn cờ nhựa giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là bàn cờ nhựa này. Đấy, bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k đó. 80.000 nhá. Đấy, 80.000 đó. Còn cái này thì nó sẽ là quân cờ gỗ như này, giá của nó sẽ là 70k. Cái này thì nó chỉ có quân cờ không thôi nhá, bằng gỗ nhá, quân cờ không thôi, bằng gỗ. Đấy, còn cái này thì sẽ là cả bàn cờ cả quân như này nhá, cả bàn cờ cả quân như này, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy thì combo như này về nhà các bác sử dụng cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái két sắt các bác này. Két sắt thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, có cho các bác là hai màu là màu đen và màu cà phê như này. Màu đen, màu cà phê như này các bác nhá. Đó. Màu đen và màu cà phê như này. Có cho các bác là hai màu luôn, màu đen, màu cà phê. Đó, rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ có lẫy như này nhá, có lẫy như này. Đấy, các bác có thể xoay lẫy như này các bác này. Đây. Đấy, xoay lẫy như này để mở này. Ở đây thì nó sẽ có cái nút để các bác mở khóa này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái lẫy như này để mở này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cả khóa kiếc đàng hoàng luôn. Đó. Nói chung là hàng này thì rất là ngon. Có khóa, có đai, yếc các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà các bác mở thì xoay như này cho em này. Đấy.
Con này thì cái kích thước của nó sẽ là một chiều là 23 nhá, một chiều 23, một chiều là 17 và chiều cao của nó sẽ là 17 luôn. 23 17 17 các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cả là sử dụng bằng số và lắp pin này luôn. Đấy, sử dụng bằng số và lắp pin thì về nhà các bác cần sử dụng thì các bác lắp pin vào cho em. Và nó sẽ có cái phần đai đây để các bác khoan ra, các bác bắt vít vào tường cho em nhá. Khoan ra bắt vít vào tường. Đấy, có cái phần vít nở đây nhá. Đây, vít nở này, có phần vít nở này các bác bắt vít vào tường cho em. Đây, nó đặt sẵn cho các bác hai cái lỗ rồi. Con này thì cũng tương đối là dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, đai rồi vít nở này. Và về nhà thì các bác sử dụng thì đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả chìa khóa này và cả sử dụng là bằng dãy số này luôn, dãy số điện tử như này nhá. Thì về nhà các bác có thể sử dụng chìa. Đấy, các bác có tuổi rồi thì các bác có thể sử dụng chìa này hoặc là cái dãy số điện tử cho em, thì tùy theo nhu cầu mục đích của sử dụng của các bác thôi. Lên cho em là két sắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một con két sắt như này nhá. Két sắt 350.000. Đó. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là pin piếc này rồi đai đủ các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Và có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây, có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây các bác này. Đấy. Phiếu hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn. Đó thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Đai rồi chìa khóa kiếp các thứ đàng hoàng. Đấy, có cả khóa kiếp luôn. Có hai màu, màu đen, màu nâu nhá. Đấy, về nhà thì các bác mở khóa ra cho em này. Đấy. Các bác mở khóa ra nhá, mở khóa ra này. Đấy. Nó sẽ có chìa cho các bác đàng hoàng. Về nhà thì các bác mở khóa ra cho em là xong. Nó rất là tiện ích thôi. Đó. Đây. Mở khóa sau đó thì các bác bạn cái lẫy này. Bạn cái lẫy này. Đấy, các bác chưa quen thì mình cứ làm là nó sẽ quen thôi. Đấy, và nó có sẵn chìa chiếc cho các bác đàng hoàng. Đấy. Mình mở ra. Sau đó thì ở đây có phụ kiện có thứ đầy đủ luôn. Lên cho em là két sắt nhá. Giá của nó sẽ là 350.000. Đấy, đây. 350.000 cho một con két sắt như này nhá. 350.000 cho một con két sắt này, chìa chiếc cái thứ đàng hoàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. Giá chỉ có 310.000 trong cái chậu ngâm chân như này thôi. 310.000. Về nhà thì các bác cắm điện vào cho em. Cắm điện sử dụng điện trực tiếp điện 220V. Điện 220V này. Đấy, sau đó thì các bác vặn các nấc này lên đấy, nó có các chế độ đây. Các bác vặn lên kia. Đó, có các chế độ như này các bác có thể vặn lên nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ như này. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là massage chân này. Các bác ngâm chân rồi massage chân rồi làm nóng làm nước luôn. Đây, các bác đặt chân vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình massage các cái huyệt đạo của bàn chân như này thì nó rất là sướng luôn. Đó. Đấy, nó giúp cho các bác massage rất là sướng luôn nhá. Cái này thì nó bằng cơ thôi nhá, cái này bằng cơ, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là giúp cho các bác là làm nóng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chậu ngâm chân nhá, chậu ngâm chân. Giá sẽ là 310.000. Đấy. Đây. Các bác nó sẽ là một con chậu như này các bác này. Dùng để ngâm chân cực kỳ là thích luôn. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp, sử dụng điện 220V, dùng rất là tiện ích nhá. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Thì các bác dùng để ngâm chân rất là thích luôn nhá. Lên cho em là chậu ngâm chân. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chậu như này các bác này. Đấy. Công suất của nó là 450W này, điện 220V, dòng 50Hz, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Có công tắc các thứ đàng hoàng. Đây, đầy đủ cho các bác luôn. Chậu ngâm chân giá sẽ là 310.000 nhá, 310.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Đó là cái một cái muỗng muỗng mini như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là muỗng mini nhá, muỗng mini như này, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của cái muỗng này thì nó sẽ vào khoảng là 9 cm và chiều rộng của muỗng là hơn 4 cm một chút. Đấy. Thì con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dòng muỗng nhỏ gọn như này. Thì mình có thể dùng để ăn sữa chua này. Đấy, hoặc là ăn các cái loại bột, ăn cháo, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là muỗng mini nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là muỗng mini nhá. Giá của nó sẽ là 10k cho một cái muỗng mini như này. Và mua 5 tặng 1 nhá. Đấy, muỗng mini này. Đấy, muỗng mini. Đấy, giá của nó sẽ là 10k một cái, 10k trên một chiếc và mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 trên một chiếc và mua 5 tặng 1. Lên cho em là muỗng mini. Đấy, muỗng mini giá sẽ là 10k một chiếc, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con bảng tự xóa như này. Các bác có thể mua để cho trẻ em nó học tập vui chơi, tránh xa điện thoại máy tính bảng. Các bác mở cái nút nguồn này lên cho em, có cái nút nguồn ở đây, mở nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác có thể viết này, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 40k cho một con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Dùng xong thì nhấn cái nút xóa ở đây nó sẽ tự tắt này. Đấy, tự mất luôn. Đó. Đây, các bác có thể là tập ký tên này hoặc là
viết lách này, tô vẽ các kiểu con là điểu luôn. Không dùng nữa thì các bác lại nhấn cái nút xóa này đi cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ là dòng sử dụng pin năng lượng mặt trời. Lên cho em là bảng tô giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa Đức này. Đấy, khóa Đức như này. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá. Một hộp này của nó thì bộ này của nó thì sẽ có luôn cho các bác là đây, một bộ này sẽ có cho các bác là đi 4 chìa luôn, 4 chìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho cái bộ khóa Đức như này nhá, 130k. Đó. 130.000 cho cái bộ khóa Đức như này. Hàng made in Germany. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, chất lượng nha các nhá. Dùng thì rất là ngon lành luôn, rất ngon lành, rất chất lượng nhá. Chống cắt, chống trộm, chống các kiểu con là điều luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Đấy. Khóa Đức 130k nhá. 130k cho một cái bộ khóa Đức như này. 130.000, 4 chìa, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Made in Germany các bác này. Đó. Rất chất lượng cho bác luôn. Hello chào các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhá, 123 này. 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là 4 mặt. 4 mặt, mỗi mặt thì đều có công tác như này. Đấy. Thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tác đóng ngắt và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tác độc lập như này. Dòng anh dây điện. Mỗi tầng một công tác độc lập nha. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3, 4, 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm và nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2m rồi. Dây này là dài 2m nhá. Dây to dài 2m. Có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng. Tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tác đóng ngắt có đèn báo. Và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao ngon luôn, bao ngon, bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 123 này, 456 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB, có công tác đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tác đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2m, con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng nhá, ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2500W này, ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này, 150.000 các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k, 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho con điện thoại 1 SIM như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một em. Đó. Con này là con 1 SIM. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 SIM. Cầm cho anh cả con 3 SIM, 4 SIM này. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại 1 SIM. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi, dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên theo là điện thoại 1 SIM 160.000 này. 1 SIM 160.000. Tiếp theo là con 2 SIM. 2 SIM thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy, cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 2 SIM. Đây. Đấy. 2 SIM này các bác này. Đó, các bác lắp pin, lắp piếc vào cho em nhá, 2 khai SIM nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM này. Điện thoại 2 SIM 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 SIM nhá. Con 3 SIM này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 SIM. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 SIM 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500 mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 SIM luôn. Đây, 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ. Đầy đủ các cái linh kiện như này. Bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 3 SIM. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 SIM đã là 230 rồi mà con 3 SIM có 260 thôi. Thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá.
hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan này, lên theo là mài ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá, bàn chải tay con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k trong chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn, các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết, 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá, đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn, các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em, sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong. Lên mã giúp cho em đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá, đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 thôi. 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy, đây nó sẽ làm cái hộp 5 mũi khoan tháp như này, thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó, kèm cây lấy dấu nhá, thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn, rất là tiện, 180k nhá. Đây các bác này. Đấy, lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá, thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần, rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần trên điếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây. Đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh nha các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá, lông tĩnh điện như này. Đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp như này được này. Đấy. Và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy. Sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy. Kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần, rồi bụi, rồi màng nhện và nhức rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá. 55.000, giá cực hạt rẻ cho các bác luôn, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái táo khô của Nhật nhá, táo khô của Nhật như này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp như này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi, 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này, rồi hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá, hắc lào long ben các bác này. Đấy, hắc lào long ben như này. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào long ben nấm ngứa, các bác dùng con này cho em, cực kỳ là nhạy luôn, 25.000 nhá. 25.000 cho một tiếp như này. Hắc lào long ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi này. Đấy, ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. 130.000. Giá giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá. 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi, các bác cho tỏi, cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em. Inox 304 Winling của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Nên đã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên cho em là cái bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k một con bình xịt nhớt này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình xịt dầu, xịt nhớt này, tra dầu, tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con là điều được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con là điều được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng. Cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhá. Trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhá. Hàng của thương hiệu Tachi này, Tachi.
Đấy, Japan quá này. Đó, đây. Rất là ngon luôn, dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 đến 20 trên dưới 20 mét thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20 mét. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên cho em là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seiki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt này thôi. 180k thôi nhá, 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này, hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 thôi nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này. Các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này. Có ốc vít viếc đầy đủ, về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá. Kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em. Lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác này. Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái muỗng béo nhá, muỗng béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗng béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua 5 tặng 1, mua 5 tặng 1, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7-8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là 4 cm. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn. Lên trên là muỗng béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗng béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức. Giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy. Lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó. Đồng hồ báo thức này. Đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy. Đứng nằm đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn. Giá xoay nhá. Chất liệu bằng hợp kim như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy. Thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị han gì bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn. Nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá. 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy. Có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp vào đây cho em là xong. Đây. Đấy. Rất là ngon như này. Đó, rất là chắc chắn nhá, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên cho em là bếp ga mini gấp gọn nhá. Bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh. Đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em. Đấy. Cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động rất là ngon này. Đấy. Giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá. Bếp ga đơn này.
bếp ga đơn, giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bếp ga đơn như này, nhỏ gọn tiện ích nhá, hàng của thương hiệu Media đó, rất ngon lành cho các bác luôn, 190k. Đấy, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái phủ bạc đen nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc đen của Nhật 280.000 cho một lọ này, và bên em đã bao ship đến tận nhà. Hàng thì cam kết cho các bác là hàng Nhật 100%. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa Nhật 100% luôn, cực kỳ chất lượng xịn sò. Toàn bộ là chữ Nhật hết nhá. Hàng của Nhật và được chiết xuất từ các cái sâm này, rồi là các cái loại nấm này. Đấy, nói chung là mật ong này. Đó, là một cái dòng dầu gội phủ bạc tự nhiên, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó khá là lớn, các bác có thể dùng được khá là lâu nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này, nó có các cái khăn để cho các bác chùm đầu này. Đó, rất là tiện ích luôn. Một lọ này của nó là 350ml các bác nhá. Các bác về chỉ việc là nhét cái này vào đây cho em này. Sau đó thì mình mở cái nắp này ra đẩy lên là dầu nó sẽ đẩy lên cho các bác luôn. Đó. Thì nói chung là các bác chưa biết sử dụng thì mình có thể vào trong YouTube. Đó, mình xem hướng dẫn sử dụng dầu gội phủ bạc là nó sẽ ra. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lắp vào đây cho em này. Sau đó thì cái dầu nó sẽ lên ở cái đầu, cái lò lên ở cái đầu lược này. Đó, sau đó thì các bác cứ trải này cho em. Đó, thì các bác cứ trải này, sau đó thì mình sẽ để cho em là từ 10 phút. Đấy, tầm khoảng 10 phút sau đó thì mình gội lại bằng nước bình thường. Đấy, nó sẽ là dầu gội đầu thôi. Dầu gội đầu nhưng mang tính chất là phủ bạc cho các bác nhá. Đấy, che đi các cái bạc, phần tóc bị bạc đây. Hàng có địa chỉ, thương hiệu rõ ràng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Lên mã giúp cho em đó là dầu gội phủ bạc 280.000 nhá. Tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đó là cái thuốc xịt giảm đau của Nhật nhá. Đấy, xịt giảm đau của Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. 150.000 nhá. Xịt giảm đau 150.000. Hàng này của nó cũng là hàng 100% là nội địa Nhật cho các bác luôn. Mã tem, mã mạch, mã cốt đàng hoàng, made in Japan cho các bác nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì khi các bác sử dụng thì bóc qua cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái lọ như này. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Sau đó thì ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái phần này. Các bác ấn như này thôi. Đấy, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ lên này. Đấy đây. Ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ ra nhá. Đấy, thì các bác cho trực tiếp. Đấy, mình nhấn như này, nhấn trực tiếp vào cái chỗ nào của mình nó bị đau nhức nhá. Đấy. Đau mỏi cổ vai gáy rồi thắt lưng các kiểu con là điều luôn. Thì các bác cứ nhấn vào cho em là xong. Đây. Đấy, các cái phần lưng này, hông này, đấy, vai gáy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xịt giảm đau nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó sẽ là 85ml, các bác dùng rất là thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái xà phòng Nhật nhá. Xà phòng Nhật 40k cho một bánh. Lên cho em là bánh xà phòng nhá. Đấy, bánh xà phòng Nhật sẽ có cho các bác là hai hương. Đó là hương hoa nhài. Một loại là hương hoa nhài và một loại là hương hoa tự nhiên. Rất là thơm luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình rửa tay này, tắm này. Đấy, tắm gội rửa tay đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bánh xà phòng Nhật nhá. 40.000 một bánh như này, 40.000 một bánh. Và nếu mà các bác mua 3 bánh thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 3 bánh. Mua lẻ thì sẽ là 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Hàng cũng là hàng 100% made in Japan luôn. Đấy. Hàng của Nhật, và hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở nước thứ ba, đó là sản xuất ở Malaysia các bác này. Sản xuất ở Malaysia. Đó, hàng của Nhật và sản xuất ở Malaysia các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k thôi, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này nhá. Đấy. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Một lọ này thì của nó thì sẽ tích hợp rất là nhiều các cái nguyên tố
các cái vitamin E, B6, natri và kali đấy các bạn. Đấy, nói chung là E, B6, Na và K. Còn các bác đọc như nào thì tùy. Đó, và đây là một cái dòng thuốc nhỏ mắt như này. Đó, đây, lọ của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một một thuốc nhỏ mắt như này. Đây, EAB6 này, NA này, K này. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thông cống nước này. Thông cống nước, hàng này của hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đường cống ống rãnh các bác bị tắc này, bị tóc này, bị bẩn bám này hoặc là bị váng dầu mỡ này, các bác dùng con này cho em. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là nhạy luôn và rất là sạch và thơm nhá. Hương thơm tự nhiên rất là thơm. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ, một chai bột thông cống như này nhá. Đấy, lên cho em là thông cống nước vàng nhá, thông cống nước vàng. Giá của nó, vỏ nó màu vàng nên em là lên thông cống nước vàng, thông cống bằng nước và màu vàng. Thông cống nước vàng giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bột thông cống này. Con này thì cũng là hàng của Nhật luôn. Đó, và con này thì sẽ là dòng của bột nhá. Lên cho em là bột thông cống. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai bột thông cống như này. 25k cho một cái lọ bột thông cống như này, giá sẽ là 25.000 thôi nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm nó là cái đũa sứ của Nhật này, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi. Chất liệu thì bằng sứ mà các bác biết rồi. Sứ thì là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là dùng cực kỳ là an toàn luôn. An toàn, sạch sẽ rồi không bị gọi là không bị vi khuẩn xâm nhập nhá, không bị vi khuẩn xâm nhập. Màu thì màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Màu trắng sữa rất là đẹp như này. Có điểm siết các cái màu điểm nhấn. Giá thì sẽ là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này nhá. Con này các bác dùng thì rất là thích luôn. Thứ nhất là nhanh khô, thứ hai là không gây nấm mốc rồi các cái vi khuẩn xâm nhập. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, 55.000, 55k lên cho là đũa sứ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng này thì nó sẽ có hai loại. Hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàn Quốc thì kem này nó sẽ là 120g. Đấy, hàng made in Korea của Hàn Quốc 120g. Đây. Đấy, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc này. Con này là tỷ lệ làm trắng răng này lên tới 93%. Giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. Đây. 40.000 cho một lọ như này con này. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. 40k cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đó. À, của nó thì nó sẽ là 120g. Đây. 40.000 cho một lọ, 120g. Đây. Các bác nhá. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. 60.000 cho một lọ. Kem đánh răng của Nhật này, cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Con này của nó thì sẽ là 180g nhá, 180g. Giá sẽ là 60k. Con này thì chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Một dòng là chuyên làm trắng răng, một dòng là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Giá sẽ là 220.000. Các bác lên cho em là trà sâm 220.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea, 100% là nội địa Hàn Quốc, hàng sách tay. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một hộp như này, 100 gói luôn nhá, 100 gói luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 100 gói nhỏ như này. Một hộp là 100 gói nhỏ như này. 100% là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc luôn. Đây. Korea. Đấy. 100% là sâm tự nhiên Hàn Quốc. Cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác nào bị ốm này, mệt này, rồi tình trạng sức khỏe gặp vấn đề này. Đấy. Khó ăn này, ăn không ngon này, ngủ không sâu giấc thì các bác dùng cái sâm này cho em, rất là tốt luôn. Hoặc là bác nào đi tàu, đi xe, lái tàu, xe mệt dùng cái này cho em, rất là ok luôn. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 100 gói luôn. Giá sẽ là 220.000, tính ra vào có 2.200 một gói thôi. Đấy, một ngày các bác cứ dùng liên tục cho em khoảng 2 gói. Đấy, dùng liên tục cho em hết thì mình lại dùng cho em khoảng 3 hộp như này.
Đấy, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện được ngay các bạn. Đấy, đặc biệt là bác nào ốm mệt, vừa ốm dậy này, mổ đẻ các kiểu con là điều luôn, dùng được hết nhá. 220.000 trong hộp sâm của Hàn Quốc như này. Các cái tỷ lệ dưỡng chất của nó rất là nhiều luôn này. Đấy, đây. Made in Korea, giá thì chỉ có 220.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kẹo sâm. Con này cũng rất là tốt luôn. Đó, 100% là chiết xuất từ sâm tự nhiên. Giá sẽ là 90.000, dung tích của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng cho một gói kẹo sâm như này nhá. Đấy, cũng là hàng của Hàn Quốc này, Made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, con này cũng rất là nhiều các cái thành phần vi lượng và khoáng chất nguyên tố này. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một gói như này, sâm tự nhiên này, 90.000 cho một gói, bao gồm cho các bác là 5 lạng một gói như này. Dùng ăn thì đã đời luôn các nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình lái tàu lái xe này. Đấy, mệt mỏi buồn ngủ. Lấy cái này ra ngậm cho em, rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi nam các bác này. Đấy, túi nam đây. Thì con túi này nó sẽ là một con túi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi phượt này, đấy, hoặc là đi đâu cũng được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi nam nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 110.000. Đợt này về cho các bác cái giá đó. Về cho các bác cái giá tốt luôn, 110.000 các bác nhá. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên trong này. Đấy. Các ngăn phụ bên trong như này các bác này. Đấy, ngăn phụ bên trong như này. Và có rất là nhiều ngăn bên ngoài nữa này. Đấy, ngăn bên ngoài đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội. Đấy. Quay đeo, quay xiếc các thứ đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Lên mã giúp em đó là túi nam nhá. Túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một con túi nam như này. Túi nam 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách này. Cặp sách 120.000 cho một con cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị các em nghỉ hè lại bắt đầu vào năm học mới nhá. Cặp sách của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là dòng chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, cặp sách Nhật chống gù lưng rất là tốt luôn. Ngăn to như này nhá. Đấy, bây giờ mà các em mà đeo cái cặp sách ngang ấy là không nên. Cặp ngang ấy là nó hay bị gù lưng các bác nhá. Đấy, tại vì là cái chiều ngang của nó nhiều, nó kéo cái phần lưng của các em vào, nó hay bị gù lưng. Thì đa số bây giờ là người ta thiết kế cái kiểu cặp theo kiểu hình dọc như này. Đấy, hình dọc như này. Đấy, và có những cái phần lót đệm như này để chống gù lưng rất là tốt luôn. Đấy, cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách chống gù lưng 120.000 một chiếc này thôi. 120.000. Các bác có thể mua để làm quà cho các em rất là tốt luôn. Hàng đẹp, chất lượng, mua để làm quà cho con cái nhà mình hoặc là sinh nhật cho các cháu rất là ok. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 mua 2 cái trở lên là bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vặn ống nước, ống điếc này. Nhà bác nào cũng có ống nước mà cần phải sửa chữa. Độ mở của nó là lên tới 68 cm. Đây, 68 mm nhá, 68 mm. Đấy, 68 mm rất là rộng luôn. Con này thì dùng rất là đã, nhỏ gọn thôi. Thì các bác dùng, nhà bác nào cũng có đổ nước. Đổ nước là bắt buộc phải dùng con này. Đấy, để mình sửa chữa. Mà ống cơ bản là ống 68 đã là những cái loại ống khủng rồi. Thì dùng con này rất là ok nhá. Lên mã giúp em đó là kìm nước nhá. Kìm nước giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Cà lê nước giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. 55.000 cho một con cà lê nước như này nhá. Đấy. 55k. Đó, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối nhá. Mũ cối này. Đấy. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy. Hàng chất lượng cho các bác luôn, mũ cối như này. Đấy, hàng thì từ năm 1966 nhá. Đấy. Mũ cối 1966 này. Đấy. Công ty này của nó tương đối là lâu đời nhá. 1966 đây. Đấy, 1966. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Chất của nó là chất fit các bác này. Đây. Đấy. Người em là 70 cân này. Em giẫm lên thoải mái luôn các bác nhá. Giẫm lên thoải mái luôn, các bác thấy không? Đấy. Không có hề hấn gì luôn nhá. Người em 70 cân nhá. Giẫm lên thoải mái luôn. Con này thì các bác có thể dùng múc nước ok, không bị ngấm luôn nhá. Đấy. Múc nước ok, không bị ngấm. Chất của nó là chất fit nhá. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác là từ 200 đến 250 nhá. Đấy, 200 đến 250. Bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối hàng chất lượng như này. Lên mã giúp cho em là mũ cối nhá. Dây của nó sẽ là dây da nhá. Dây của nó là dây da. Đấy, dây da bò.
rất xịn sò cho các bác luôn, rất đẹp nhá. Mũ có sao súng đào hoa, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi, 130.000. Lên cho là mũ phối 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng bắn đinh nhá. Đấy các bác nhá, súng bắn đinh như này. Con này thì giá của nó sẽ là 100 bên mã giúp chị em đó là bắn đinh vít nhá. Giá của nó sẽ là 240k cho một cái bộ súng bắn đinh vít như này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các chi tiết này. Đấy. Đầu cò, đầu kiếc rồi đầu súng nó xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng bắn đinh vít như này nhá. Đấy, các bác bây giờ không cần phải dùng khoan nữa, mình chỉ cần đặt cái súng này vào bóp đánh bò một cái là xong. Đó. Súng bắn đinh vít 240.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rút ra rút vào rất là ok. Giá chỉ có 10k cho một con gãi lưng như này thôi nhá. 10.000 cho một con gãi lưng như này. Rút dài được lên tới khoảng 50 cm luôn các bác này. Đấy. Rút dài lên tới khoảng 50 cm luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác nhá. Đó, có đầu như kiểu kẹp bút này để các bác có thể bỏ túi này. Đấy. Rút rất là dài luôn nhá. 10.000. 10.000 cho một cái gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái mặt chống xước, các bác về thì các bác dùng bóc cái dây bóng ra cho em. Đó, có đèn sáng đào hoa. Có đèn sáng rất là đẹp luôn và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm nữa. Đấy, đều là có nút bấm hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Có cả bấm giờ thể thao rồi nói chung là đầy đủ các chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, đèn sáng đào hoa. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên theo là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k. 80k cho con đồng hồ thể thao như này. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề của Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Giá sẽ là đây, một con thùng đồ nghề chất lượng như này các bác này. Đấy. Con thùng đồ nghề cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 4 5 ngăn, có một ngăn to. Chiều cao của nó thì sẽ là 20. Chiều cao 20, chiều rộng 20 nhá. Cao 20, rộng 20 và chiều dài là 42. Đó, 41 42. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một con thùng đồ nghề như này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 nhưng mà thùng đồ nghề hàng của Đức như này. Đây, made in Germany nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Kéo ra kéo vào rất là ngon này. Đó. Rất ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là thùng đồ nghề giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm nó là cái vật hoa quả nhá. Vật hoa quả như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vật như này, có sẵn cho các bác một cái vải như này. Khi các bác giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây. Đấy, giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây các bác nhá. Đấy, giá là 25.000 những cái vật hoa quả như này. Về nhà các bác chỉ cần là cho xỏ cho em cái xào vào đây thôi. Sau đó thì mình giật là cái quả nó sẽ lọt vào đây và từ những cái khe này nó sẽ rơi xuống nhá. Các bác có thể dùng để hái xoài này, rồi các loại quả khác cũng ok. Đó, đường kính của nó thì vào khoảng là 10 cm. Vật hoa quả 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ. Một con thước kẹp gem bằng cơ như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho cái kẹp gem cơ này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 150k nhá. Đấy, bằng cơ, hàng của Nhật này. Đấy. Lên cho em là kẹp gem cơ nhá. Kẹp gem cơ, giá sẽ là 150.000. Bên em có cả cái kẹp gem điện tử luôn, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ như này. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này nhá. 25k. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 cuộn chỉ này. 10 cuộn chỉ rồi kim rồi nói chung là đê đủ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Máy hút thổi bụi bằng điện, con này chạy siêu khỏe cho các bác luôn. Đấy. Con này chạy rất là khỏe nhá. Rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, bằng điện, công suất cực cao luôn và rất là nhiều đầu hút các thứ luôn. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các nhá. Máy to, chạy khỏe. Đầu hút đầu hiếc nhiều. Đây. Các loại đầu hút như này các bạn. Đấy. Đây. Chạy bằng điện rất là khỏe luôn và rất nhiều đầu hút luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây. Đấy, dây của nó cũng khá là dài, khoảng từ 2 đến 3 mét. Con này bằng điện nhưng mà nó chạy rất là khỏe thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá thì sẽ là
Đây, cắm điện cho các bác xem này. Con này thì chạy khỏe lắm các bác. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu đã biết rồi. Này. Đấy, các bác đó, đấy. Chỉ cần test như này là các bác biết cái công suất của nó rồi nhá. Đây. Đây. Công suất của nó này các bác này. Này, bật lên nhá. Các bác thấy nó kéo cái bóng không? Công suất của nó là 1000W luôn, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy. Tháo ra thì các bác chỉ cần là nhấp cho em cái lẫy này để tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình lại sập vào thôi. Công suất của nó là 1000W, rất nhiều các cái đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, rất nhiều đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, 450 à? Hút bụi đại. Giá sẽ là 450k. Đó. 450.000 cho con hút bụi đại như này các bác này. Đấy, 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Đây nó sẽ là một con máy vắt cam như này, rất là tiện luôn. Đấy. Cũng chạy bằng điện luôn. Con này cũng chạy bằng điện luôn, rất là tiện các bác. Đó, đây. Con này thì nó sẽ cũng sử dụng điện 220 luôn. Đây. Đấy thì các bác chỉ cần nhấm điện là chạy thôi, đặt cam ở đây vắt là nó sẽ quay. Đó, và nước nó sẽ xuống lọt xuống cái ca này thì các bác có thể dùng để mình uống. Đấy, rất tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá của nó sẽ là 100. Cái máy vắt cam này trăm mấy nhỉ? 190.000 nhá. Máy vắt cam 190.000. Đó. Lên mã giúp em đó là máy vắt cam 190k. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm. Đấy thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác ấy, khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000 thanh lý cho bác, giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá, các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V, giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái, 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá. Ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ 3 cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3 ổ cắm như này. Và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30cm. Dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén thế này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây, rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy, hàng của Nhật, Japan các bác này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k trong con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên cho em là pin 16850. Giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên. Đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn.
xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó, vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này, hoặc là qua bình nóng lạnh này, hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy, sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này. Đấy, vừa làm cái tô vít nhỏ này. Đấy, vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm. Đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này. Đấy. Mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ, đi xe máy các thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá, màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính nào. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn. Chất của nó thì khỏi phải bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá, vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này, sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây. Đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em. Rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá. 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô. Cái này là cái gì? Ba lô tím à? Ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này. Dài của nó thì vào khoảng 40-45. Và chiều rộng của nó thì vào khoảng là... Chiều rộng của nó thì vào khoảng là... Đây, khá là to luôn. Đây. Đấy, đấy nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đi du lịch, đi học, đi phượt hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25cm, chiều cao khoảng 25cm. Lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá, kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch,
chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10 cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bạn này, cắt rất là ngon luôn, các bạn theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này, hàng nội địa Nhật 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bạn này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này, và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3-5 cân quần áo luôn, 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo quá nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây đi. Sạc điện thoại iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép như này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên trên là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên trên là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh các nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhé. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh như nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship. Cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là, nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này có nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này. Đây, cái chân cái tay sen này các bạn. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào cho em này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó này. Đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy, bát cầm tay của nó bằng inox hết này. Bát cầm tay inox hết. Đấy, và một cái bát to như này nữa này. Đấy. Một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc cho em cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc cho em cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc cho em cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này.
Ở đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Lắp cái củ này vào đây. Đây là cái bát của nó này, đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 500. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhiếc lấy hết luôn, các gì liên quan nước đấy. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhé, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em. Giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen bắp sen chậu rửa bắp lắp cái lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cái này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cho cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp vào chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường. Đấy, để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đây? Chậu rửa inox à? Vòi cái gì? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 4-500. Hàng rất nặng luôn. Dày dẫn chắc chắn inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá. Giá của nó sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cho cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cho cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát. Cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen. Cái tay của nó màu đen như này, hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này. Xoay 360 độ này. Có ngoắt nghéo này, có ngoắt nghéo này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá, tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này. Dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá, 330.000 cho còn vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000, 280.000. Alo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy, Osaka Japan con này, Osaka Japan. Đấy, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì có lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn inox M, không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì đó nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông giá sẽ là 330.000 nhá, 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi, dây, giá đỡ, ốc, yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi, dây, giá đỡ, ốc, vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. Đấy, inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên theo là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của bác. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy. Dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này.
giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 đó, 90.000 thôi, giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su, giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá, sen cao su giá sẽ là 80.000, cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này, và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này, khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này, sau đó mình bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này, đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su như này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Cảm ơn điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập lên 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đó. Lên cho em là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1 cm là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phản bón nhá. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55, đấy 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKMA này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhá. Đấy, đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu con này thì có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy, lên cho em đó là 100k. Đồng hồ điện tử này, điện tử dây thép nhá. Dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy. Điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy. Nó gọn như này các bác này, rất đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy. Nó này nó sẽ là dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn. Và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá.
Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Về nhà các bác bóc cho em, túi bóng chống xước các bác bóc cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90 cành thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000. Có đèn các bác này. Đấy, đèn điếc các thứ đàng hoàng. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng qua đây. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái này. Nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đó. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa rồi. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn đấy các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy? Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây. Các em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá. Con lăn bụi như này. Đấy. Đây. Các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy. Lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá. 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm 2 miếng con lăn này nữa. Và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra, sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám ở đây, rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là đây. Nó sẽ là máy hút chân không nhá. Máy hút chân không thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi.
giá rất hợp lý cho bác rồi nhé. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn túi mình hút mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không. Lên cho em là máy hút chân không giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhá, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn, 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá, thuốc trị hăm cho bé này. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này, 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy. Thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bạn nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bạch biến này, đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bạn này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn đây các bạn này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa dành cho
cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chị Hắc Lào Long Ben nấm ngứa nhá. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị Hắc Lào Long Ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá. Đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó, thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bối trĩ xa, bối trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bối trĩ. Đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác trĩ nội, trĩ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một tip như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi. Tháo nắp ra này. Ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này. Hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau. Giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn. Chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này. Dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000. 70-80.000. Nhém thì vỡ bố nữa. Yeah. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore đây các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây. USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ, giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì
Bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá, 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp, dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng, sách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy, dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Có hai màu, màu xanh, màu đỏ, bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm. Giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây. 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn. 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp được vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đây mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello các bác nha. Hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cookie ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy. Hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán. Tam đa phúc lộc thọ. Đó. Bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn, với một lưỡi đi kèm nữa là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên theo là dao cắt kính, cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính, cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy, cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính, cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này, sau đó thì mình đưa vào này, vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhé. Đây cái chỉ này, và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây mình sẽ đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát ra đây. Đây, đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính này. Luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Em cắt kính nhá. Đó. Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Công em đặt với cắt luôn. Cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên gạch men. Đây. Hơi mím luôn. Rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đây các bác. Đấy. Đây các bác này. Đó, mua sữa cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá, nhưng lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là môi sữa cơm nhựa nhá. Môi suối cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi suối cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này chị em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy. Các bác có thể là đấy, cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Để mang giúp chị em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này.
giá của nó sẽ là 25k. Đây, khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình này các bạn này. Mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này, 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này, các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này, rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy, lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân, cả bàn cờ như này. Đấy, bàn cờ nhựa nhá, 80.000 cho một bộ như này. Về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân, cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào cho em. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 cm, 2,5 cm đến 3 cm. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên xem là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn, khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm ban điếc. Đấy, hoặc các bác đi đường điếc hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá, 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó cũng rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn, hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn, hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thử bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá, bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu, con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đấy? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 thì cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá.
Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn, 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi, bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng LED nhá, bằng LED. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá. Con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá, các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, decor trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50.000. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ướp, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên theo là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác đừng tiếc em, cho em xin một nút like nhá, nút like đăng ký kênh để lấy tương tác không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhá. Lên cho em là nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái nồi lẩu rất là to luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết các bác này. Đấy, dung tích của nó là 3.5 lít, điện 220V, công suất 1.300W. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một nồi như này, một nồi liền này luôn nhá. Vung của nó thì là vung kính cường lực nhá. Vung kính cường lực này về nhà các bác lắp cái nắp này vào cho em này, lắp cái nắp này vào này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nồi lẩu như này. Đấy, một cái nồi lẩu như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay, một khay hấp này nhá. Khay hấp này ví dụ các bác cho nước này, cho nước, cho bia, cho đồ hấp xuống dưới này, cho nước dưới trong đó thì các bác cho cá, cho tôm, cho các loại thực phẩm lên đây. Đấy, nồi rất là dày luôn. Và hàng này của nó sẽ là hàng tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn. Đấy, hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Osaka nhá, của thương hiệu Osaka. Đấy, qua kiếp cực ngon, cực kỳ là ngon luôn. Đây là cái nút điều chỉnh của nó đây. Đấy, phím nguồn đây, con nguồn với con điều chỉnh đây. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nồi lẩu Osaka, giá cực tốt luôn. Đây. Hàng thương hiệu Osaka này. Giá của nó sẽ là 390 à. Lên cho em là lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka này. Osaka. Giá sẽ là 390.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho bác một con nồi lẩu như này. Cái này thì bên em bán cả 1000 con rồi, các bác yên tâm sử dụng nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu dầu gội đầu Clear. Đấy, Clear Men có màu xanh và màu trắng này, Clear Men màu xanh và màu trắng. Giá thì sẽ là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đó, 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear nhá. 90.000. Đó, hàng thì hàng của thương hiệu Clear. Đấy, Clear Men và sản xuất ở Thái Lan nhá, sản xuất Thái Lan, dung tích của nó là 450ml các bác nhá. Đấy, hàng made in Thái Lan các bác nhá. Đây, sản xuất ở Thái Lan này các bác này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, mà hàng Thái Lan thì nó vượt trội hơn nhiều so với hàng của Việt Nam mình các bác nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này. Đó, made in Thái Lan, Bangkok Thái Lan đây. Đó, giá sẽ là 90.000, có màu xanh và màu xanh đậm và màu trắng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình thể thao nhá. Con này thì đang giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, một con bình thể thao như này. Đó.
Bình dung tích là 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít. Hàng inox 304 dung tích 1 lít. Có lưới lọc này. Đấy, su 304 này. Đấy, su này còn su 316 luôn nhá. Su 316 còn chất hơn cả su 304. Đấy, có lưới lọc như này. Và có quai đeo bằng da rất là đẹp như này các bác nhá. Đó, có quai đeo này các bác mang nước đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều ok hết nhá. Dung tích là 1 lít luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao giá của nó sẽ là 60k thôi nhá. Giá thanh lý 60.000, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên mã giúp cho em đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, vòi xịt vệ sinh như này. Đấy. Hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một đầu vòi xịt 1 dây. Đấy, một đầu vòi xịt 1 dây và một giá đỡ. Đây. Combo cho các bác luôn. Một đầu vòi xịt thế này, một đầu vòi xịt này, một dây một giá đỡ. Đấy, dây của nó thì dây chống rối nhá, có ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Combo cho các bác một bộ như này. Lên cho em là bộ dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh inox như này nhá. Đấy, dây dài thì từ 1m2 đến 1m5. Có lô về 1m2, có lô về 1m5, đầu xịt inox. Đấy, đầu xịt bằng inox hết nhá. Hàng inox 304 của thương hiệu Osaka. Đây các bác này. Đấy, Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Osaka Japan có này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác, giá cực chất rồi. Chỉ có cho các bác là 90k thôi. Dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi lavabo nhá, vòi lavabo như này. Đó, các bác lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420.000 cho cái vòi lavabo như này. Đấy, cái này thì các bác lắp vào chậu rửa mặt nhá, lắp vào chậu rửa mặt cho em. Đó, nó cũng chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, đây, hai đường nước như này. Lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420k nhá. 420k, đó, 420.000 cho một con vòi lavabo này về lắp vào chậu rửa mặt, các thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũi khoan nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này, một hộp bao gồm là 5 mũi. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 mũi nhá. À, 6 mũi. Thì nó sẽ có là 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110k cho hộp mũi khoan đỏ này nhá. 110.000. Thép của nó là thép gió phủ titan. Thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, thép gió phủ titan siêu bén cho các bác luôn nhá. Giá sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Giá thì sẽ là 110.000 cho 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Kabushi Japan của Nhật. Đấy, nó sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Tổng của nó là 5 mũi nhá. 5 mũi giá sẽ là 110k. 110k cho hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Đấy, 5 mũi khoan đa năng, 110.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái bộ khẩu 12 nhá. Bộ khẩu 12. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 12 chi tiết. 12 chi tiết bao gồm 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. Đấy, 10 đầu khẩu. Hàng thì chất lượng thì miễn bàn rồi, chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160k cho các bộ khẩu như này. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua cho em một tay công này đã phải mất đi khoảng từ 100-120.000 rồi. Đây mà cả bộ như này, bao gồm cả đầu khẩu, cả đầu công, cả đầu nối dài như này nhá. Đấy, cả tay công, cả tay nối dài như này các bác. Đấy, đây tay nối dài này. Đấy, 10 đầu khẩu từ 8-24 nhá, khẩu phổ thông từ 8-24 luôn. Đó, rất là ngon nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình hoặc mua làm thợ làm nghề sửa chữa đều ok hết. Giá thanh lý cho các bác 160.000 thôi. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ rỉ vàng như này. Đấy, nó sẽ là một cái chổi cọ rỉ như này. Thì các bác dùng để mình thì cọ rỉ các bác này. Đấy, các bác cọ này cho em này. Đấy, cọ này cho em. Mình đánh rỉ, đánh chiếc hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là chổi cọ rỉ vàng. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái chổi cọ rỉ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Đấy, một con cưa lách rất là ngon như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, một con cưa lách. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cưa lách là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Cưa lách dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bịch giấy giấy ướt các bác nhá. Đây nó sẽ là một bịch giấy ướt. Cái giấy này để các bác dùng để mình lau. Cái này lau cái gì đấy?
Hả? À, cái này là giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp này. Đấy. Giấy lau bếp như này. Nè. Lau đi xuống lấy cái băng dính trắng dám nào. Con Minh cắt đứt cả ra như này rồi. Đây cả hai bịch như này. Lau khô đi lấy băng dính trắng dám nào. Lên cho em là giấy. Giấy lau cái gì đấy? Giấy lau dầu mỡ nhá. Giá sẽ là 25.000 các bạn. 25k trong bịch là giấy lau dầu mỡ như này. 25.000. Đấy, thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây em vừa ghi nhá, vừa ghi bằng mực 25.000 nhá. Đây. Các bác lau này. Đấy, về nhà các bác lau là nó sẽ rất là sạch luôn. Đây các bạn này. Đấy. Lau sạch luôn các bạn này, nó tẩy rất là sạch luôn. Đấy, nó chất chảy tự nhiên rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Rất là sạch các bạn này. Đó. Thì giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp em đó là cá sấu hộp nhá. Và lấy những cái cá sấu rời đây nè. Cá sấu hộp này thì đây nó sẽ là một cái bộ thắt lưng cá sấu như này. Đấy, đựng trong hộp rất là đẹp luôn, giá sẽ là 150.000. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu nhá, hai cái đầu như này. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình thay đổi khi cái đầu này nó hỏng hoặc là nó cũ thì các bác thay cho em. Đấy, bộ hai đầu như này, hai đầu như này và giá thì sẽ là 150.000, bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng và hai đầu này luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đây. Vân da cá sấu rất là đẹp luôn này. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp nha. Lấy cái ví luôn. Đấy, vân da cá sấu rất đẹp nha, rất là mềm. Ví cá sấu này. Đấy, đây. Các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000 cho cái cá sấu hộp như này. Ngoài ra thì bên em có cái cá sấu rời nhá. Cá sấu rời thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho cái cá sấu rời như này. Xem giá mấy cái này luôn. 80.000 cho cái cá sấu rời như này các bạn này. Đấy, 80.000 cho cái cá sấu rời như này, ghi vào cho anh. 80.000 cho một con cá sấu rời như này nhá. Cá sấu rời này 80.000 này, còn cá sấu hộp này 150.000 này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái cá sấu cao cấp nhá. Các bác lên cho em là cá sấu cao cấp này. Thì đây nó sẽ là ví này. Đấy, cá sấu cao cấp. Ví này thì giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái ví như này. 290.000 cho một cái ví như này nhá. Đấy. Và thắt lưng thì cũng đây cũng là thắt lưng cá sấu cao cấp này. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu như này. Đó. Màu đen màu nâu như này. Đây, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và cái giá thì cũng rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Hàng cao cấp thì giá cao cấp nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bao là cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 390.000. 390.000 cho cái cá sấu như này nhá. Cái này bao nhiêu? Tên nó là gì đấy? 390.000 một chiếc nhá. Đấy, 390.000 một chiếc. Đấy, bao cho các bác cái này thì nó sẽ là cá sấu thật 100% luôn. Đó, mặt miếc rất là đẹp nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, mặt miếc rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Lên mã giúp em đó là cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp 390.000. Đó. Các bác nếu mua combo một ví một thắt lưng như này thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu mua combo một ví một thắt lưng, giá sẽ là 650.000, đấy là cá sấu cao cấp nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì 150.000, còn cá sấu rời này. Con này thì các bác lên cho em là cá sấu rời thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá, cá sấu rời. Đó thì nó có mấy loại cá sấu như vậy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dầu gội phủ bạc của Nhật nhá, dầu gội phủ bạc của Nhật. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan này, các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Hàng của Nhật này thì các bác nên mua mà sử dụng nhá. Các bác đừng cái gì buôn lao. Các bác đừng mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường nhá. Đấy, cứ mua hàng Nhật của em mà xịn mà dùng. Đó. Combo cho các bác thì một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một lọ dầu như này. Nếu mà nữ thì gội từ 5 đến 7 lần, còn nam thì gội từ 10 trên dưới 10 lần nhá. Đó, trên dưới 10 lần một lọ như này. Đấy thì tính ra là vào là 3280 thì 10 lần thì mỗi lần mất có 28.000 thôi. Đó, có cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 280.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Các bác cứ mua hàng xịn mà dùng. Đây. Hàng made in Japan này các bác này, tem mác chữ Nhật này, made in Japan này. Đó, dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái xịt giảm đau nhá, xịt giảm đau 150.000 một lọ này. Cái này thì xịt giảm đau cực kỳ là tốt luôn, nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Đó. Cái này thì giúp cho các bác là giảm đau rất là tốt luôn, giảm đau rất là tốt luôn và nó rất là mát. Đấy. Lên cho em ạ, giúp cho em là xịt giảm đau giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. Cái này thì cực kỳ là cao cấp luôn, dùng rất là đã luôn các bác. Đây em bóc thử cho các bác xem này. Đấy.
nó sẽ là một lọ như này các bác này, băng dính này dán cái này vào luôn đây, đấy nó sẽ là một lọ này các bác này. Đó, và ở đây thì cái này nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này các bác này, cái nắp như này các bác là đau ở chỗ nào thì các bác xoa này chị em. Đấy, xoa này là cái nước dầu nó sẽ ra này. Đấy, nước dầu nó sẽ ra như này và cái này độ nóng của nó rất là cao luôn. Đấy, các bác này, đấy các bác xoáy vào như này. Đấy, cái này độ nóng của nó rất là cao và dùng rất là đã luôn nhá. Giá thì sẽ là 150.000, hàng nội địa của Nhật, bao xịn cho các bác luôn. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm này, à khăn mặt này, khăn mặt như này. Giá thì nó sẽ là 50.000 cho một bịch 10 chiếc như này, mua lẻ 20.000 ba cái nhá. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 chiếc ba cái. Đó, còn mua cả bịch như này 10 cái giá chỉ có 50k thôi. 10 cái như này sẽ là bằng 50k nhá, 50.000. Đấy, 50.000 cho 10 cái như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn, 50.000 10 cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. Chổi lau kính giá sẽ là 45.000. 45.000 cho cái bộ chổi lau kính như này. Nó sẽ có một cái phần này để lau kính này, một phần này để kỳ cọ rửa này và có tay nối dài như này, lên trên là chổi lau kính. Giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái bộ chổi lau kính như này, rất tiện dụng luôn. Đây, đầu chổi này, đầu này đầu lau kính này và ống nối dài cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Đây, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, một đầu tăng đơ như này các bác này. Đấy, một đầu tăng đơ như này. Lưỡi của nó là hàng 3 lưỡi kép, cạo cực kỳ là bén luôn. Hàng 3 lưỡi kép, cạo rất bén luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác sử dụng đi kèm này. Đầu tiên nó sẽ có là một cái đầu mũi cạo râu này, một đầu mũi cạo râu này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác chà mình rửa mặt này. Đấy, massage mặt này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác dùng để mình chấn viêm như cắt tóc chấn viêm. Đó, combo cho các bác rất nhiều món như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn. 95.000 các bác nhá. Giá cực tốt luôn. Đấy, lên xem là tăng đơ 9D. 9D này, giá sẽ là 95k. 95k cho tăng lơ 9D này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ, con này thì các bác dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Một bộ này của nó sẽ có bao gồm là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, 224 từ vựng khác nhau. Đấy, ví dụ như là các cái chủ đề như là học hành này, rồi gia đình này, rồi xe cộ, phương tiện, động vật này. Đấy, các rất nhiều chủ đề luôn các bác nhá, rất nhiều chủ đề luôn. Đó, thì đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, bắt đầu thì mình sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì mình đấy, nhét thẻ vào này. Xe lửa. Train. Cái này thì nó vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh, rồi vừa có cả đây, vừa có tiếng Việt, tiếng Anh, vừa có cả ngôn ngữ luôn nhá. Xe cảnh sát. Đấy, rất tiện luôn nha, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nhá. Xe cứu thương. Ambulance. Đó, rất ok luôn. Một cái bộ máy đọc thẻ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác, cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 cho cái bộ máy đọc thẻ này. Đấy, rất nhiều chủ đề luôn các bác này. 124 chủ đề ngôn ngữ khác nhau. Đó, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80.000. Rồi, ok.